Hi, chào tất cả mọi người. Thì một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Và hôm nay thì mình cùng với mọi người chúng ta sẽ test thử xem hai dòng sản phẩm cùng phân khúc về tầm giá để xem là chất âm và cũng như cường độ âm thanh nó sẽ cho ra như thế nào mọi người ha. Thì một lần nữa mọi người chúng ta cùng nhau chúng ta theo dõi clip ha. Ok, thì đối với dòng loa LD Custom thì các clip trước các mọi người thì bên mình cũng đã có review về thông số và cũng như là nguồn gốc xuất xứ rồi. Thì ở clip này thì mình cùng với mọi người chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta test thử xem là hai dòng cùng khung khúc về cái tầm giá để xem là cái chất âm và cũng như cường độ âm thanh nó sẽ cho ra như thế nào. Và ở các clip trước thì mình cũng đã có là review và so sánh giữa Maui 5 với là dòng L1 Pro 8. Thì so sánh như vậy thì nó hơi khập khiễng bởi vì là hai thằng đó giá của nó chênh lệch nhau một nửa luôn mọi người. Đó, cho nên vào hôm nay thì mình sẽ thử so sánh với lại dòng Bose M1 Plus cùng phân khúc về tầm giá để xem nó khác biệt như thế nào. Thì mình sẽ không để mọi người chờ lâu nữa. Thì quan trọng nhất ở đây là vấn đề test và trải nghiệm về cái chất âm và cũng như cái cường độ âm thanh. Cho nên là bây giờ mình sẽ vào chủ đề chính luôn mọi người ha. Thì vừa rồi thì mình cùng với mọi người chúng ta cùng nhau chúng ta test thử một đoạn nhạc và cũng như là mình đã có ca thử. Thì khi mình nghe thực tế ở đây thì mình sẽ cho ra đôi đánh giá để mọi người chúng ta cũng có thêm cái để chúng ta tham khảo mọi người ha. Thì khi mình test thử nhạc và cũng như là ca thử trên dòng LD Custom Maui 5 thì mình có cảm nhận như là cái âm bass của nó có chiều sâu hơn và âm bass nó đầy và rộng hơn so với là khi mình test thử trên dòng loa S1 Plus. Đương nhiên rồi,
Bởi vì là MAUI 5 được tích hợp thêm một cụ bát độc lập, cho nên là có khả năng tái tạo được giải tần số thấp tốt hơn và nghe cái âm bát nó rộng và đầy hơn so với lại dòng S1 Pro. Tuy nhiên S1 Pro thì khi chúng ta sử dụng trong nhà này kia thì nếu như chúng ta sử dụng nghe nhạc background hoặc là với không gian nhỏ này kia thì Bose S1 Pro Bose S1 Plus nó cho ra cái âm sắc nó nét và tinh tế hơn một chút so với lại dòng MAUI 5. Nhưng mà khi mà để chúng ta mang ra ngoài trời, mang đi đâu đi chơi không gian mở thì Bose S1 Plus nó sẽ không đạt được như dòng MAUI 5 đâu mọi người ha. Đó là cái đánh giá cá nhân của mình. Để đánh giá được một cách thực tế thì mình rất mong mọi người chúng ta có thời gian chúng ta ghé showroom bên mình, chúng ta cùng nhau chúng ta trải nghiệm thực tế, rồi khi đó chúng ta tiếp tục chúng ta đánh giá tiếp mọi người ha. Thì clip thì mình sẽ tạm dừng tại đây, thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Bye mọi người ha.